Chào các bạn, đối với những ai chơi đồ high-end thì cái nguồn điện là cái mà rất là phải cần chú ý tới. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái cục nguồn, cái gọi là cái lọc điện để chúng ta có thể cho cái độ sạch của điện trong cái dàn âm thanh high-end nó được sạch sẽ nhất. Thì cái con này đến từ cái thương hiệu là Isotec, model là Evo Titan, Evo 3 Titan, có giá thị trường là 100 triệu, còn hàng mình hàng xài lướt giá chỉ là 45 triệu thôi, chỉ 45 triệu thôi. Con Evo 3 Titan này thì nó có thiết kế rất là vuông vức và nó giống như một cái đồ dùng trong quân đội á, nó làm rất là ngầu với cái mặt, cái khung của nó là bằng nhôm, những cái con ốc lục giác rất là chắc chắn luôn. Và con này thì rất là dễ xài, các bạn chỉ còn cần cấp nguồn điện chính vào và từ đó chúng ta cho ra cái nguồn điện sạch hơn rất là nhiều để chúng ta chơi đồ high-end đó. Đây là cái nguồn cấp vào và đây là cái nguồn ra cho chúng ta đó. Dây nguồn còn dây nguồn riêng nhất nha, có nghĩa là cái máy này là hàng xài lướt bên châu Âu mình đem về thôi, thiết kế ở England và ráp tay ở EU là Liên minh châu Âu á, European Union đó. Nó đơn giản vậy thôi, chúng ta chỉ cần cấp nguồn vào và cho ra thôi. Nếu như các bạn cấp vào trạm volt thì nó cũng sẽ ra trạm volt, và con này thì nếu chúng ta chơi điện 230V thì nó công suất là 3680W, nếu chúng ta chơi điện 110 thì nó ra là 1760W nha. Còn có ngõ off solar out này nữa, nó rất là dễ xài thôi. Thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình với cái giá rất là hợp lý luôn rồi. Đừng quên bên mình vẫn luôn cung cấp những cái USB để chúng ta nghe nhạc chất lượng cao, USB 128G 800.000, chép sẵn nhạc Việt chất lượng cao. Còn nếu các bạn muốn nhiều hơn thì mình có ổ cứng 1000G giá 2 triệu đồng. Ổ cứng thì mình sẽ có thêm nhạc DSD, nhạc quốc tế và nhạc Việt nó cũng sẽ nhiều hơn. Mình thì mình khuyên các bạn nếu nhu cầu vừa thì chúng ta chơi USB là được rồi. Mỗi ngày chúng ta nghe khoảng 1-2 đĩa thì USB được rồi. Còn nếu các bạn muốn nghe nhạc quốc tế mà nghe thêm nhạc DSD, nghe nhạc Việt nhiều thì là lựa chọn là ổ cứng nha. Rồi nhắc lại là con Isotec Evo 3 Titan này giá 45 triệu nha.